Chào các bạn, mình đang tiến hành thay cái ổ cứng cho chiếc laptop Dell. Mình vừa mới tháo cái ổ SSD này ra, sau đây mình sẽ thay ổ HDD vào. Ốc này mà các bạn không cẩn thận mà nó bị sót một con nào mà nó rơi vào cái bản mạch ở trong máy này thì có thể gây chập mạch rất là nguy hiểm. Nên là mỗi lần vận ốc thì các bạn cố gắng tập trung. Sau đây mình sẽ lắp cái lưng máy lại. Cái này nó là cái cáp. Trong khi chờ nó khởi động thì mình sẽ lắp lại cái bàn phím này. Mình sẽ lắp lại con ốc. Bốn con ốc ở đây. Các bạn chú ý cái ốc này rất là nhỏ nên các bạn phải thao tác chính xác, không đó là nó sẽ rơi vào bản mạch mà mình không tìm thấy nó ở đâu, là có thể nó sẽ gây chập mạch. Đây, như vậy là máy đã khởi động. Giờ mình chỉ cần nhập password là vào được thôi. 4 cái ốc thì nó có hai cái ốc dài, một cái ốc ngắn vừa, một cái ốc hơi dài. Hy vọng là mình lắp đúng. Rồi, giờ mình sẽ lắp lại cái bàn phím. Cái bàn phím máy đeo này thì nó có 5 cái lẫy ở cái hàng ở cái cạnh trên này. Các bạn thò mũi tôn vít và các bạn bậy ra để các bạn tháo bàn phím. Để mà thay cái ổ cứng thì các bạn cũng tháo cái mặt sau chưa đủ mà các bạn phải lệ bàn phím lên và vặn 4 cái con ốc như vừa rồi mình đã vặn ra để mà thay ổ cứng cho laptop Dell. Sau đây mình sẽ lắp lại bàn phím. Lắp lại thì bạn ấn để cho các cái 5 cái lẫy ở phía cạnh phía trên này nó vào. Thế là ok rồi. Giờ mình sẽ nhập. Để đăng nhập Win. Như vậy là mình vừa hướng dẫn các bạn cách thay ổ cứng cho chiếc laptop Dell. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay các bạn hãy ấn comment, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Giờ mình sẽ tắt đi để mình vặn lại những cái con ốc ở phía bên dưới. Cảm ơn các bạn.